Mến chào các bạn đã quay trở lại với CAD Radio, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau đồng cảm, chia sẻ về mặt cảm xúc vào khung giờ quen thuộc 20 giờ mỗi tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Và chủ nhật sẽ có chuỗi clip chủ nhật cùng CAD được phát hành độc quyền trên YouTube CAD Radio bạn nhé. Tôi mong là bạn đã có một ngày thật là thuận lợi, vui vẻ, cũng như là vào lúc này khi mà ngồi lại đây chúng ta cùng nghe những cái tỏ bày tâm sự thì bạn đã xong hết mọi việc và có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi ha. Rồi ngày hôm nay là một cái chủ đề mà tôi đã từng viết trên trang cá nhân của mình cũng có, và có lẽ là trên fanpage nữa. Nó có tên là ta phải làm những điều mà ta sợ. Thật ra các bạn ơi, ai trong chúng ta cũng có những cái kén của riêng mình cả. Chúng ta đều có những cái vỏ bọc ở bên ngoài, và đó là cái nơi, cái ranh giới giữa cái nỗi sợ và sự can đảm phá kén đi ra ngoài. Trong cuộc sống thì đâu phải lúc nào cũng thuận lợi đâu các bạn, sẽ có những lúc rất là khó khăn, cũng như là mình phải đối diện với cái nỗi sợ hãi của mình. Và đôi khi những nỗi sợ đó vượt ngoài tầm kiểm soát của các bạn luôn. Nhưng mà các bạn biết đó, chúng ta phải làm những điều mà chúng ta sợ thì mình mới trưởng thành lên, mình mới mau thành công và mình mới có thể tốt hơn mỗi ngày được. Thật ra thì không thể nói cái chữ can đảm ở đây được, vì đôi khi chúng ta bước ra ngoài cái nỗi sợ đó chỉ là vì hoàn cảnh nó ép buộc thôi, chứ mình chưa chắc là muốn. Nhưng mà các bạn à, khi mà các bạn đã bước ra được cái vòng an toàn của mình, đối diện với cái nỗi sợ hãi của mình á, thì đó là khi các bạn có thể tự hào một chút xíu về cái bản năng sinh tồn cũng như là cái cách đương đầu với những khó khăn. Hồi lúc trước á, tôi có nhiều nỗi sợ lắm. Ví dụ như là tôi sợ chạy xe vào những cái quận xa cái nơi mà mình sinh sống nè, hoặc là sợ chạy xe máy về quê nữa các bạn, tại vì từ Sài Gòn mà về quê tôi thì cũng khá là xa đó. Và với một cái đứa mà nhút nhát hồi lúc trước á, thì tôi rất là sợ chạy các bạn. Nhưng mà đến một ngày kia thì bây giờ mình không thể nhờ ai chở mình được nữa, và lúc đó mình cũng chỉ có thể là nhờ bản thân của mình thôi. Mà bây giờ nếu mà mình không về thì cha mẹ ở nhà mình rất là lo, rất là nhớ, và đôi khi là mình cũng muốn về để tìm lại một chút bình yên ở nơi quê nhà của mình nữa các bạn. Sài Gòn đôi khi nó cũng khá là áp lực đó, và lâu lâu làm những cái chuyến phượt xa quê như vậy thì cũng khá là thú vị. Thì tôi mới bắt đầu lên xe rồi đạp thắng rồi đề ga và đi thôi. Thì trên cái quãng đường đi đó có rất là nhiều cái nỗi sợ, ví dụ như là sợ cảnh sát giao thông thổi không có tiền nè, rồi sợ xe bể bánh dọc đường nè, hoặc là sợ những cái tai nạn giao thông bất chợt nữa, hoặc là đinh rải rồi lủng bánh xe té, vân vân, nhiều nỗi sợ mắc cười lắm các bạn. Nhưng mà nó có tồn tại để mình phải sợ, nhưng mà rồi vẫn chọn đi, vẫn chọn tiến lên. Và cuối cùng sau bao nhiêu lần lạc đường rồi hỏi đường thì cuối cùng mình cũng về được nhà, dưới cái sự gọi là tự hào của bản thân. Trời ơi, bữa nay mình tự lái xe từ Sài Gòn về nhà luôn, hay thiệt. Mặc dù tôi biết cái niềm hân hoan, cái niềm tự hào của tôi là không có lớn lao đối với ai cả. Và đôi khi là nhiều bạn trẻ hơn tôi, người ta đã đi phượt xuyên Việt rồi các bạn, bằng xe máy luôn. Nhưng mà thật ra đối với bản thân của tôi thì tôi cảm thấy lúc đó, tại thời điểm đó thì mình đã vượt qua được nỗi sợ của mình, và mình đã chiến thắng được bản thân rồi. Mình đã làm được một cái điều mà trong cái tâm trí của mình nó có một cái gì đó nó rào cản, và bây giờ nó đã phá được cái rào cản đó, mình đối diện được cái điều mình sợ. Thì tự nhiên tôi cũng liên tưởng đến cái việc leo núi nữa các bạn. Thì lúc mà chúng ta ở dưới chân núi á, thì chúng ta cảm thấy ở núi nó treo leo, nó nguy hiểm và nó rất là mệt. Có nhiều cái việc nó xảy ra trong quá trình mình leo núi, lỡ mình trượt chân mình té thì như thế nào, vân vân. Nhưng mà tới lúc mà khi chúng ta chinh phục được cái đỉnh núi đó rồi, đứng ở trên cao rồi, thì cái quang cảnh ở trước mắt, cái không khí mình đang hít thở và cái cảm giác tự hào về bản thân, nó hoàn toàn xứng đáng các bạn. Hoàn toàn xứng đáng để mình có thể vượt qua được cái nỗi sợ ban đầu. Khi mà các bạn đang leo núi thì các bạn sẽ không thể nào thấy được cái quang cảnh ở trên núi nó đẹp như thế nào, cũng như là các bạn sẽ không hình dung ra được kết quả ra làm sao. Chúng ta chỉ thấy mệt và nản thôi. Nhưng mà các bạn đã hoàn thành được cái cuộc chinh phục leo núi của mình rồi á, vượt qua được cái nỗi sợ của mình rồi á, thì các bạn tự nhiên cảm thấy mình giống như là lớn hơn một tí trong cái hành trình phát triển bản thân của mình chẳng hạn. Và các bạn thay vì
trốn tránh cái nỗi sợ thì hãy đối mặt đương đầu với nó. Đôi khi nó không sợ như chúng ta nghĩ, chỉ là chúng ta cường điều hóa nó lên thôi, vẽ nó lên thành một cái gì đó nó lớn lao và nó kinh khủng khiếp. Nhưng mà thật sự khi mà mình vượt qua được rồi thì nói ủa, tính ra cũng đâu sợ như mình nghĩ đâu. Tính ra thì nếu mà mình làm cái này từ sớm thì chắc là mình tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức và bao nhiêu tiền của nữa các bạn. Vậy nên cứ đối mặt với nỗi sợ đi, thử một lần để biết rằng cái nỗi sợ nó không quá đáng sợ như là mình nghĩ. Đương nhiên là tôi không khuyến khích các bạn thử những cái điều bất hợp pháp rồi phi lý này kia, trái với đạo đức nha. Tôi chỉ nói về cái vấn đề là nỗi sợ trong tâm trí, trong những cái việc mà mình biết là nó tốt, làm được thì nó sẽ có kết quả tốt cho mình, nhưng mà mình vẫn sợ, mình không dám làm. Đó là những cái việc như vậy. Rồi, một lúc nào đó thì các bạn sẽ cảm thấy là chán, cảm thấy chán về cái việc nhút nhát của bản thân mình. Ủa tại sao cái vấn đề đó người ta làm dễ quá mà mình không dám làm? Ủa tại sao cái chuyện này người ta vượt qua được mà mình thì mình cứ sợ mình không dám vượt qua? Nó giống như cái việc mà các bạn học nhảy cao hồi học thể dục ở trường cấp 2, cấp 3 hoặc là nhảy xa các bạn. Thì có một cái số bạn, và bản thân tôi cũng vậy hồi xưa, lúc mà mình lấy đà để mình bật và mình nhảy xa, thì trên cái con đường chạy đó tôi không biết là tôi có thể nhảy xa được đến cái điểm cần hay không, và cái chân dặm nhảy của mình á nó có rơi trúng cái điểm dặm nhảy hay không. Tại vì nếu mà trên hoặc là dưới thì cũng không được tính, mà lỡ thi không được á thì lại rớt là bị khống chế không được lãnh giấy khen. Đó, nó cũng là một cái nỗi sợ các bạn ơi, từ cái nhỏ tới cái lớn luôn, chúng ta luôn đối mặt với những cái nỗi sợ. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng phải chạy lấy đà, cũng phải dặm nhảy và cũng phải bật xa như các bạn khác. Người ta làm được thì mình làm được, thế thôi. Và nếu được một cái nữa, khi mà các bạn quan sát những người mà đã vượt qua được cái nỗi sợ của họ rồi á, mà lỡ không may họ bị té, họ bị trầy trụa, thì mình cũng đừng có cười trên cái nỗi đau của họ các bạn. Tại vì chưa chắc gì mình vượt qua cái nỗi sợ của mình mà được toàn vẹn, không có bị trầy trụa gì đâu ha. Vậy nên thấy người ta vượt qua nỗi sợ thì mình hãy cổ vũ cho họ. Và nếu bản thân vẫn còn đang sợ rất là nhiều điều mà mình biết cái điều đó tốt cho mình, thì tự cổ vũ bản thân vượt qua, sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Và cái thành quả khi mà bạn vượt qua cái nỗi sợ của mình, đôi khi nó lớn hơn bạn tưởng tượng rất là nhiều luôn. Và một cái điều mà tôi khuyên các bạn là đừng có nên trả giá với cái nỗi sợ của mình. Ví dụ như là nghĩ tôi làm xong cái này, tôi vượt qua cái này rồi thì tôi sẽ được cái gì. No, đừng có nghĩ như vậy các bạn ơi. Hãy chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là cái rào cản tâm lý của mình, đây là cái bức tường ngăn cản mình phát triển hơn nữa. Bây giờ tôi phải vượt qua nó, nhảy qua nó, phá vỡ nó, đối diện với nó và chiến thắng nó, thế thôi. Khi mà các bạn đã vượt qua được rồi thì mấy cái chuyện lớn hơn nữa thì các bạn cũng sẽ dễ dàng xem nó là một cái chuyện phải trải qua. Và khi mà chúng ta bước được một cái bước đầu tiên rồi thì rất dễ dàng để bước cái bước tiếp theo, thứ hai, thứ ba và thứ n. Còn khi mà các bạn cứ đứng một chỗ, các bạn bị cái rào cản trước mặt hoài thì các bạn rất là khó bước, và nhìn người ta bước thôi mình cảm giác rất là tức tối các bạn. Vậy nên hãy làm những cái điều mà bản thân mình sợ, và nếu thật sự nó tốt cho mình thì cứ làm, đừng sợ nữa nha các bạn nha. Hãy đi đi rồi sẽ đến. Rồi, radio ngày hôm nay tôi nghĩ là cũng đủ dài rồi, và hy vọng các bạn đã có những cái giờ phút thoải mái khi mà nghe tôi bát sạm bát láp trên này hen. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã dành thời gian đến đây với CAD Radio, và nhớ lịch phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu, còn chủ nhật là chuỗi clip chủ nhật cùng CAD, và chỉ được phát độc quyền trên kênh YouTube mà thôi. Cảm ơn các bạn thật nhiều và nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo nha. Chúc bạn có một buổi tối ấm áp và ngủ thật là ngon. Bye bye.